Những ngày này, người dân ở xã Khôi Kỳ đang tất bật cấy mạ cho vụ xuân 2024. Nếu như trước đây, cả cánh đồng của xã Khôi Kỳ trồng 5 đến 7 giống lúa khác nhau, thì đến nay bà con chỉ gieo cấy một giống lúa duy nhất. Nhà tôi năm nay là cấy 7 sào. Giống lúa trước thì cấy Khang Dân rồi là Hương Thơm rồi Linh Tinh. Đấy, nhưng mà nó không năng suất bằng cái lúa giống Diung 2. Cấy Diung 2 là đủ tiêu chuẩn đấy. Đấy, dễ làm, coi là chăm sóc được, coi là tăng năng suất, ăn cơm dẻo, ngon, thơm. Tôi là người đầu tiên cấy thí điểm là cấy cả 2 vụ. Thế là thấy cái chất lượng nó được, thế mà là cái đồng đất ở đây thì nó nhiều phèn. Nó là axit nhôm, axit đồng nhiều, nhưng mà đưa giống Diung 2 xuống là nó chống chịu được. Đấy là càng đưa xuống những cái ruộng chua, ruộng trũng thì cái Diung 2 lại càng tốt, mà càng năng suất, đỡ sâu bệnh. Thế còn cái chân cao, chân cát thì nó dễ bị cướp màu, là nó bị đạo ôn lá, thì người ta cũng lại thay thế là đưa toàn bộ xuống những cái chân trũng. Thế cái cánh đồng ở đây thì chủ yếu là chân trũng nên là nó axit nhiều, nhưng mà cấy Diung 2 thì lại năng suất mà đạt chất lượng thì giống lúa Diung 2 được đưa về xã Khôi Kỳ từ năm 2018. Thế nhưng phải 2 năm trở lại đây, giống lúa này mới được trồng phổ biến ở Khôi Kỳ với diện tích lên tới 90%. Bởi người dân với tập quán ngại thay đổi, chưa dám áp dụng những kỹ thuật mới, giống mới. Việc để họ từ bỏ thói quen cũ là điều rất khó khăn. Thế nhưng với sự hỗ trợ và đồng hành của cán bộ khuyến nông xã, anh Phan Thành Thủy, đất lúa Khôi Kỳ đã khoác lên một diện mạo mới. Bà con cũng không còn ngần ngại khi áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thế anh Thủy về để tăng cường cho xã Khôi Kỳ thì cũng vài năm rồi, nhưng mà nói chung là cũng đưa cái khoa học kỹ thuật về áp dụng ở địa phương là rất là tốt. Thế nhân dân là cũng hưởng ứng, là người ta cũng làm theo. Tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi thú y tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2006. Năm 2012, anh Thủy về công tác tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đại Từ. Đến năm 2018, anh được phân công phụ trách công tác khuyến nông tại xã Khôi Kỳ. Đây là nơi có diện tích đất nông nghiệp lớn với hai cây trồng chủ lực là chè và lúa. Ngay từ ngày đầu về đây thì thứ nhất là khó khăn lúc đầu tiên thì do địa bàn rất rộng. Địa bàn xã Khôi Kỳ năm 2018 là 20 xóm. Nhưng đến thời điểm này thì có một xóm ghép, nên bây giờ hiện tại là đối với xã Khôi Kỳ là 19 xóm. Địa bàn thì cũng rất rộng, mà ở đây thì canh tác chủ đạo là lúa. Ví dụ như cả xã này nó là 19 thôn, thì 19 xóm, thì 19 xóm thì anh cũng có thể là một tuần thì chỉ đi được đến 10 xóm. Thế còn cũng phải là dự báo thời tiết sâu bệnh thì nói chung là nó phụ thuộc thời tiết, nhưng mà sâu bệnh là thường thường là anh đã chủ động là căn được cái sâu bệnh, là các cái lứa sâu là chính xác, thế là người ta phòng trừ là mấy năm nay là nó không xảy ra cái đạo ôn nhiễm nữa. Chứ còn mấy năm trước là cái Diung 2 này là nó giống nhiễm đạo ôn, thế là hay bị. Thế nhưng mà từ năm ngoái năm kia đến nay là cũng đã chủ động về cái phòng trừ sâu bệnh, nên là cũng không bị đạo ôn, không bị bọ rầy. Khi mà cánh đồng nó không tập trung, cánh đồng nó khi mà trồng nhiều các giống ấy thì nó hay bị sâu bệnh. Những ví dụ như là đạo ôn, khô vằn, rồi những như là rầy nâu. Đấy, những năm đầu tiên là cũng rất khó khăn. Và khi về đây thì lúc tôi về đây thì bắt đầu là cái giống lúa Diung 2 bắt đầu là mới làm mô hình nhỏ, tức là từng hộ thôi, một vài hộ thôi. Đấy, sau đó là khi về đây thì chúng tôi mới đưa cùng với đảng ủy ban, tham mưu cho đảng ủy ban mới quyết tâm làm cái mô hình lớn hơn, tức là làm vài hecta. Để làm được điều này, anh Thủy không ngần ngại xuống đồng cấy cùng bà con từ những ngày đầu tiên. Để bà con hiểu và trồng giống lúa này, anh Thủy đã đồng hành cùng các cán bộ của thôn đến từng nhà, tổ chức từng các lớp tập huấn. Chúng tôi trực tiếp xuống từng xóm và tuyên truyền cho bà con là để cho bà con nắm được là cái giống lúa này là giống lúa hiệu quả. Thì 2 năm trở lại đây chúng tôi đã bắt đầu. Những năm trước thì có thể đầu tiên là được 50% giống Diung 2 trên địa bàn xã. Sau đó là từ năm 2022 là chúng tôi đã đưa được khoảng 70%.
Và đến năm nay là 2023-2024 là chúng tôi đã được hơn 90% diện tích lúa của Khôi Kỳ là đều trồng giống G02. Các xóm với là anh Thủy cũng đều cùng đồng hành với một số trưởng xóm là họp và họp dân đi này là cũng và tập huấn, nghĩa là cũng đều đưa cái giống G02 vào để làm cái chủ đạo và cũng hướng dẫn để chủ đạo để mọi người dân người ta làm theo. Thế đầu tiên thì cũng có một số hộ thì người ta làm là cái giống này nó hơi nhặng, người ta cũng hốt. Thế nhưng mà sau rồi quen dần bây giờ cũng chả thấy kêu nhặng, nhưng mà lại cũng là cũng đa số là cấy cái G02. Ngay từ vụ đầu tiên, G02 đã khẳng định được tính hiệu quả của nó khi có giá bán lên tới trên 20.000 đồng 1 kg. Sau nhiều nỗ lực, xã Khôi Kỳ đã tìm ra hướng sản xuất hàng hóa cây lúa từ giống lúa này. Chính từ sự kích cầu đúng thời điểm nên chỉ trong một thời gian ngắn, nàng thơm G02 đã được phủ kín trên đồng đất Đại Từ. Với cái tiềm năng và thế mạnh của giống G02 thì chúng tôi đã xây dựng một cái tổ hợp tác, như là tổ hợp tác vừa rồi chúng tôi đã hỗ trợ làm cái Việt Gáp, tức là hiện nay là được 15 ha lúa Việt Gáp được chứng nhận Việt Gáp trong 3 năm, bắt đầu từ năm 2023. Và trong năm 2024 này chúng tôi tiếp tục hỗ trợ thêm 15 ha nữa để cho nâng cái diện tích giống lúa Việt Gáp lên. Còn hầu hết bà con đã trồng G02 rồi. Khi thành lập tổ hợp tác cái là lôi kéo được rất là đông đảo bà con người ta tham gia. Ví dụ như bảo người ta cấy cái đồng này chủ yếu là giống G02 là người ta sẽ tập trung hết vào cái giống G02. Thế mà cái giá cả này khác là người ta thống nhất giá. Thế ví dụ như các cái đơn vị đến thu mua này khác ấy, thì cũng xin qua ý kiến của tổ tác. Thế là các anh định giá như thế nào thì cũng phải thông báo dân và mình quy định cái giá. Ví dụ như cái vụ trước ấy là quy định giá là 1 triệu một tạ. Thế các cái thóc khác thì không biết. Thế nhưng mà sau bán 1 triệu thì đến lúc nó cạn đi rồi thì nó sẽ lên. Thế như cái vụ mùa vừa rồi thì cũng thống nhất cái giá là 1,2 triệu. Thế thì cũng đến bây giờ thì nó cũng không ở 1,2 triệu nữa mà cũng thế lên. Yêu nghề là vậy, nhưng để bám nghề, anh Thủy cũng trải qua không ít những khó khăn thách thức. Bởi theo anh, khó khăn nhất khi làm nghề đó là tạo được lòng tin của bà con nông dân khi làm công tác tuyên truyền. Theo tôi ấy, thì trong tất cả mọi công việc, mà đặc biệt là ví dụ như công việc khuyến nông của chúng tôi này, thì cái điều mà cần nhất là chúng ta phải là người sâu sát với địa bàn, sâu sát với người dân, sâu sát đến từng xóm. Khi chỗ nào bà con, như tôi là tôi có một cách là tôi khi đi tập huấn, tôi luôn có một cái gọi là tích kê, những cái gì đó là những cái gọi là thực ra nó rất thủ công thôi, nó là những cái bản viết và tôi luôn luôn dành một cái chỗ để ghi tên mình, ghi tên địa chỉ để khi nào cần, bất kể người bà con nào cần đến cái gì đó thì có thể gọi thẳng cho cán bộ khuyến nông để chúng tôi có thể là giúp người bà con luôn. Đối với lại cán bộ khuyến nông ấy, đồng chí Thủy là được phân công phụ trách đối với xã Khôi Kỳ thì là một trong những đồng chí cán bộ rất là năng động, đấy, nhiệt tình, đặc biệt là có tâm với nghề, đấy, nghề nông nghiệp. Cho nên là khi mà được phân công phụ trách vào đây thì cũng đã rất là nỗ lực tham mưu cho đảng bộ, chính quyền xã để phát triển cái nông nghiệp của địa phương rất là tốt trong cái thời gian vừa qua.